Đây một cái trường hợp này mà không phải chỉ mỗi chị đâu mà rất nhiều người nhầm lẫn import sai 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 ship là nó sẽ lên sai. Tức là ở đây nó sẽ có hai cái phần chính em, là cái phần tra cứu chi tiết này và tra cứu tổng quan này. Chị nhìn thấy chưa? Chi tiết này là chi tiết nội dung từng mặt hàng thì lên phần mềm kế toán chị sẽ vào cái nhập xuất chi tiết này để chị import. Được chưa nào? Thế còn cái phần tổng hợp ở trên tool, cái phần menu và phần tra cứu tổng hợp cái số tiền tổng tiền của từng hóa đơn một, tổng tiền trước thuế, tiền thuế và tổng tiền thanh toán của từng hóa đơn một, thì cái này nó mới hạch toán, chị mới import lên cái phần nhập liệu chi tiết. Được chưa? Đấy, tại sao? Vì cái phần nhập xuất chi tiết này nó liên quan đến nhập xuất tồn thì chị phải nhập từng mặt hàng một, nên là ở cái tab tra cứu, nên là cái tab tra cứu chi tiết này nó mới thể hiện nội dung của từng mặt hàng phù hợp để chị import lên. Được chưa nào? Thế là khi mà chị xuất khẩu từ cái tool này ra ấy, thì chị cũng phải lưu tên file nó đúng. Ví dụ như ở đây của chị là chị xuất khẩu chi tiết vật tư từng hóa đơn mua vào bán ra, thì cái file này chị phải lưu cho em là cái chữ MV thôi, chứ không phải nhật ký mua vào. Nhật ký mua vào là chị xuất khẩu từ cái sheet tổng quan khi nãy, tổng tiền của từng hóa đơn ấy, để chị import. Chị hiểu không? Hiểu kịp chỗ này không? Rồi, ủa vậy cái phần tổng quan á, em mở cái phần tổng quan chị coi lại đi. Đây. Đây. Thế thì cái sheet tổng quan này nó sẽ chạy theo cái cùng một cái chỗ tìm kiếm ở đây. Ví dụ ở đây chị tìm kiếm theo thời gian là từ mùng 1 tháng 1 năm 2012, tức là một năm bán ra của năm 2022, thì ở đây nó sẽ thể hiện chi tiết bán ra của năm 2022, và sang bên tổng quan này là tổng hợp bán ra của 2022 dưới dạng từng hóa đơn. Được chưa? Nên là khi mà chị xuất khẩu cái này ra thì chị mới lưu cái sheet xuất khẩu này là nhật ký bán ra và nhật ký mua vào, nếu mà tra cứu ở bên này nó là chữ MV. Được chưa chị? Ok nhá, thì em lưu cái này em tắt đi nhá. Thì bây giờ em sẽ vào cái nhập xuất chi tiết này. Em mới vào cái chữ import này. Chị chọn đến cái phần chị lưu đi, nhật ký mua vào và nhật ký bán à, chữ mua vào bán ra lúc nãy đấy. Chọn luôn giữ sheet, đừng đừng chọn cả hai file luôn. Đẩy lên một giữ phím Ctrl và chọn hai cái file luôn để chị đẩy lên một lượt đỡ mất công đẩy nhiều lần. Đấy, thấy chưa? Nhanh không? Nó ra luôn cả lũ cho chị, nó phải đúng trường thông tin của nó thì nó lên nó mới đúng chứ. Chị lại 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 cấu trúc sai, chị import vào cái phần bên kia thì nó trả lỗi. Đúng không? Bây giờ chị sẽ vào tổng quan, chị điền tài khoản nợ có cho em như video em hướng dẫn đấy. Xong rồi chị xuất ra, chị đổi tên thành nhật ký bán ra và nhật ký mua vào tương ứng, rồi chị import lên xem được không? Cần hỗ trợ gì gọi em nhé. Ok chị.